Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Như Ý, câu chuyện Đậy Hồn Chi Thuật. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Huỳnh Thừa Trạch, mình mau ra đây cho tôi. Vừa gọi vào trong buồng, mà cả Ngọc Anh vừa ngồi trên bàn trà, cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi để xuống. Mà cầm cây quạt phe phẩy, tay còn lại để trên mặt bàn, nhịp nhịp chờ chồng ra hỏi tội. Lúc này từ trong buồng cậu cả Thừa Trạch bước ra với dáng điệu luồn cúi, e dè và ánh mắt lo lắng. Cứ đảo qua đảo lại liên hồi, đặng tính cái lách được phe này. Đứng trước mặt mở cả Ngọc Anh đang ngồi đó và hỏi với giọng điệu ấp úng. Mình kêu tôi ra đây có chuyện chi vậy? Mà cả thấy chồng của mình chịu ra rồi thì ánh mắt chợt đanh lại, hằn lên vẻ ghen tuông tức giận. Mà tiến sát lại đứng trước mặt của chồng, lấy tay nhéo lên tai của cậu cả Trạch rồi đanh nghiến. Giờ này mà mình còn hỏi tới câu đó hả? Sao bộ như không biết gì? Cậu bấy giờ liền hỏi lại. Là chuyện gì mình nói đi, cơ chi mình lại úp mở làm tôi thấy hồi hộp lo lắng. Thế điều bộ giả vờ giả vịt của Thừa Trạch, Ngọc Anh tức sôi máu, máu nóng trong người dâng lên ngày càng cao thêm. Mà nhéo mạnh tay thêm một nhát nữa khiến cho cậu cả nhăn mặt rồi gằn giọng. Từ ngày thiên hạ đồn rằng mình định lấy con Nhung con ông bầy điền nhà ở xóm bên về làm lẽ có phải không? Cậu cả lúc bấy giờ tái xanh mặt mày. Vốn dĩ cậu đã dặn dò đám dân đinh trong nhà không được bép xép chuyện này với mợ cả, nhưng rồi cuối cùng cũng đến tai. Cậu vừa giận vừa sợ, nhưng vẫn phải gắng gượng nặn ra nét mặt ngây thơ vô tội. Ôi xa, mình nhẹ tay thôi mình, đứa nào mà đồn ác vậy chứ. Tôi là tôi chỉ có một mình thôi, làm gì có chuyện tư tưởng tới ai đem về nạp lẽ. Thưa thật với mình là tôi chưa bao giờ cố định đó. Nét mặt của mợ cả sau khi nghe những lời đó thì được xoa dịu đi phần nào. Mợ bây giờ buông tay không nhéo nữa. Cậu cả Trạch xoa xoa lỗ tai vừa bị nhéo của mình, mà cả ánh mắt vẫn còn chất chứa sự dò xét. Tôi tạm tin mình lần này, nhưng nếu tôi còn biết được chuyện này đúng như lời thiên hạ đồn thì mình đừng có trách tôi đấy. Từ cái lúc đó tôi sẽ không tha cho mình đâu. Tôi biết rồi, mình là mình phải tin tôi. Tôi chỉ thương có một mình thôi. Nói rồi cậu cả Thừa Trạch bấy giờ tiến sát lại, hôn lên má của mợ cả một cái rồi vội vàng ra ngoài do đang có chuyện gấp. Thằng Thái thấy vậy thì cũng nhanh chóng lái xe tới chờ cậu cả đi. Cậu cả Huỳnh Thừa Trạch là con trai duy nhất của ông đại điền chủ Huỳnh Thừa Kế, gia thế giàu có ở khắp cái xứ Tây Đô này. Nghe danh tới Huỳnh gia thì không ai là không biết. Còn mợ cả Nguyễn Ngọc Anh mà là con gái đầu lòng của ông Nguyễn Huy Giáp, đại gia nức tiếng ở xứ Bạc Liêu, có về làm dâu của Huỳnh gia tính đến hiện tại cũng đã là khoảng 3 năm. Hai người đều bằng tuổi nhau với 25 cái xuân xanh. Hôm nay cậu cả Thừa có việc phải đi ra ngoài, việc đó đối với người khác là một việc chứng mắt bại hoại, còn đối với cậu cả đây thì như cơm bữa mà thôi. Thằng Thái lái xe dừng trước một ngôi nhà tranh đơn sơ nghèo khó, nó bước xuống mở cửa. Dạ con mời cậu. Thừa Trạch bước ra từ trong xe, gương mặt vui thích và còn nở một nụ cười đều giả khi thấy chị Huệ, vợ của anh Hải, một tá điền đang nằm trên ruộng của Huỳnh gia. Chị Huệ đang ngồi vá nải cái áo cho chồng trước cửa bên bụi giặc bằng tre, thấy ghé vào tay của cậu cả ra vẻ nịnh bợ. Cậu cả cứ an tâm, hồi tới hôm qua con đã rình kỹ dữ lắm, trong nó bữa nay sau khi đi làm về ra luôn qua kênh chợ sáng để đám dỗ nhà người bà con, tới khuya mới về. Bây giờ nó còn đang làm ruộng nhà mình, cho nên cậu cứ an tâm, để con tránh bất chắc đã kêu thằng Mão giao việc thiệt nhiều cho nó rồi cậu. Cậu cả nghe vậy thì cười lên thỏa mãn, lấy trong túi 3 đồng và thưởng cho Thái. Mày ở ngoài này canh chừng cho tao, sau vụ này thành tao sẽ thưởng thêm. Thái cúi người gật đầu lia lịa, sau đó nhận tiền từ tay cậu cả rồi trở lại xe canh chừng. Thừa Trạch bước vào trong nhà, thấy cậu cả tới, chị Huệ buông chiếc áo đang vá dở xúc giặc, cúi người cung kính.
Dạ con thưa cậu cả, mới qua cậu cả có việc gì say biểu thì e chắc là chưa được, vì bây giờ chồng con đang ở ngoài ruộng, khuya anh ấy mới về vì bận thêm cái đám giỗ bên nhà người bà con. Có chuyện gì cậu cứ nhắn lại với con, khi nào anh về con sẽ truyền lời. Nghe vậy cậu cả cười lên thật lớn, cửa cái nón nỉ trên đầu xuống để trên bàn, rồi nói với điệu bộ cượt nhà khi đã tiến gần sát lại chỗ chị Huệ đang đứng. Qua tới đây không phải để kiếm chồng em, mà là qua đây để kiếm em đó Huệ. Chị Huệ bất giác run rẩy, cảm giác bất an trong lòng bỗng nhiên dâng lên. Giọng của chị ấp úng: dạ cậu kiếm con mần chi? Cậu cả tiến lại ôm lấy người của Huệ và nói trong sự phấn khích, mặc cho chị Huệ đang cố vùng vẫy giãy giụa hòng thoát khỏi vòng tay của hắn. Em có biết là Qua đã để ý tới em từ lâu không? Hãy chiều theo ý Qua, rồi em sẽ có tất cả những thứ em muốn: vinh hoa phú quý, cả hầu người hạ, danh phận mợ hay huỳnh gia. Hãy bỏ cái thằng chồng khô rách áo ôm của em để theo Qua đi, tất cả thứ đó sẽ thuộc về em. Chị Huệ vẫn cố giãy giụa trong bất lực, biết rằng mình không thể thoát được vòng tay kia, chị bật khóc van xin: con xin cậu cả tha cho con là gái đã có chồng, mong cậu giữ tự trọng. Cậu cả tiếp tục cười lớn rồi đáp: cái tự trọng mà em nói đó, em giữ lấy mà dùng, trong mắt Qua nó chẳng là gì đâu. Nói xong cậu cả đẩy chị Huệ xuống cái giạc tre bắt đầu hành sự. Vậy là coi như chị Huệ bị hắn ép cho làm thất tiết với chồng. Được chừng nửa canh giờ sau mọi chuyện xong, Thừa Trạch đứng dậy nhìn chị Huệ một cách lạnh lùng, sau đó nhếch mép để trên bàn một túi bạc, mặc lại y phục chỉnh tề, chỉnh sửa cổ áo, để nón lên hiên ngang bước ra khỏi nhà. Bỏ mặc chị Huệ đang trong tình trạng hoảng loạn, đầu tóc rối ren và không một mảnh vải che thân. Thằng Thái bên ngoài chợt thấy cậu cả đã ra thì vội vàng bước xuống xe, mở cửa mời cậu lên. Những chuyện như vậy phải nói rằng với Thái là một điều vô cùng quen thuộc, vì nó đã đi theo cậu cả từ lâu, mới được cậu tin tưởng và cho đi theo những dịp quan trọng và bí mật như vậy. Thừa Trạch lên xe nở một nụ cười thỏa mãn sau khi thực hiện xong dục vọng với chị Huệ. Nhưng chợt nụ cười của hắn bỗng tắt trên môi khi nghĩ tới người vợ cả Ngọc Anh. Hắn nói với Thái bằng giọng điệu đăn đe: chuyện bữa nay mà mày bếp xếp để lộ ra ngoài cho ai biết, nhất là để tới tai của mợ cả, mày thử hiểu kết cục của mày. Huỳnh Thừa Trạch này chưa bao giờ nói suông. Dạ con biết rồi cậu. Cậu không cần dặn, con cũng tự khắc cốt ghi tâm những lời cậu nói, cậu cứ an tâm. Tốt. Cậu cả Thừa Trạch vốn là người đào hoa, mà ngặt nỗi đào hoa mà đại trung tình. Nghe thật vô lý nhưng cực kỳ thuyết phục. Nói đi cũng phải nói lại, đào hoa thì đào hoa, nhưng cậu vẫn thương yêu và chiều chuộng duy nhất một người, đó là mợ cả. Lúc cưới cậu đã hứa với mợ rằng không nạp thêm bất cứ ai làm lẽ. Lời hứa đó tính đến thời điểm hiện tại vẫn trọn vẹn. Dùng chính tình yêu chân thành, sự vỗ về ấm áp để sửa ấm trái tim của mợ cả. Nhưng chung quy, dùng máu của người khác để đảm bảo vẹn nguyên lời thề chung thủy của mình với vợ thì quả là một chuyện ác nhân thất đức. Những lúc đi ra ngoài, Thừa Trạch mới được dịp trổ hết những thói xấu, vênh váo trịch thượng với những người chung quanh, vì ỷ tiền ỷ mình là con nhà danh gia vọng tộc, không coi ai ra gì, nhìn đời bằng nửa con mắt. Còn lúc ở nhà trước mặt mợ cả, cậu ta lại tỏ ra tử tế, đàng hoàng, đạo mạo và ấm áp, y như hai con người hoàn toàn khác biệt. Đám gia nhân trong nhà thường hay xì xầm to nhỏ với nhau rằng cậu cả sợ vợ. Lúc đi ra ngoài thì là con hổ lớn, nhưng lúc về nhà chỉ là hổ con. Điều đó đúng không sai, nhưng khai thác kỹ hơn ở khía cạnh thì đó thể hiện sự tôn trọng và nhường nhịn của cậu cả dành cho vợ của mình. Bên đám giỗ của người bà con, anh Hải đang nhâm nhi chén rượu với những người trong bàn. Rồi đi mấy anh em. Tất cả mọi người đồng loạt nâng chén rượu lên và uống cạn. Bác Tư Sơn nhìn anh Hải rồi hỏi thăm chuyện gia đình. Dạo này mày mần ăn sao rồi Hải? Dạ dạo này con vẫn làm ruộng cho nhà ông Huỳnh thừa kế. Nói nào ngay, chị cũng bị chèn ép lùng lắm chú. Thế nhưng mà cái phận tá điển như tụi con, làm sao dám cãi, đành chấp nhận số phận thôi chú hả? Cả con vợ mày, nó đã vượt qua được cú sốc mất con chưa? Cả mày nữa, cái chuyện xảy ra đột ngột như vậy, cả tao cũng kìm lòng không có đặng nữa. Dạ con cảm ơn chú Tư hỏi thăm.
Hai vợ chồng con cố gắng gượng để vượt qua nỗi đau và mất mát này. Ờ thôi ráng lên, bây giờ còn trẻ, lo gì không có con được nữa. Ờ cho tao hỏi lời hỏi thăm con Huệ nha. Dạ con thay mặt Huệ cảm ơn chú Tư. Dạ thì cũng trễ, con xin phép cáo từ. Ông Tư doan đông ngày mới gặp lại anh Hải. Ông rất quý anh, coi anh như là con cháu trong nhà. Thành ra khi nghe Hải về ông không nỡ, muốn giữ anh ở lại chơi thêm một chút. Sao bây về sớm vậy? Ở chơi với mấy chú một lát rồi về. Dạ để dịp khác nghe chú, còn vợ con nó đang chờ cơm ở nhà. Một người trong bàn tiếng Hải có phần khó xử trước lời mời ở lại của ông Tư, bèn lên tiếng bằng một câu hàm ý trôi chữ. Đại bồng lưu răng bất đắc hồi cố. Có nghĩa là cây gỗ lớn trôi trên sông không thể quay đầu lại. Ẩn chứa hàm ý mà người này muốn nhắc kéo ông Tư Sơn rằng hãy để cho anh Hải về, dịp khác sẽ cùng nhau ngồi hàn huyên tâm sự tiếp. Ông Tư Sơn nghe vậy thì thôi, không níu anh Hải ở lại nữa. Trên đường về anh Hải bỗng thấy ớn lạnh vì những đợt gió đêm thổi vào người, chà sát vào da thịt của anh. Đi được một đoạn thì anh thấy bóng hình một người con gái rất quen đang đứng ở trước mặt. Anh bất giác nhìn thật kỹ và nhận ra không ai khác, đó chính là Huệ vợ anh. Có điều người này đang quay lưng về phía của anh. Để xác nhận chính xác rằng đây có phải là chị Huệ không, anh chạy lại gần hơn rồi cất tiếng gọi. Mình ơi, có phải là mình không đó? Người con gái kia không trả lời mà vẫn cứ bước đi. Đột nhiên từ trong bụi lùm chạy ra một đứa con nít. Nó chạy lại nắm tay của người con gái kia rồi kêu lớn. Mẹ, mẹ đi nhanh quá, chờ con với. Lúc này hai người đó bỗng quay lại khiến anh Hải bỗng bàng hoàng. Nhận ra đó chính là chị Huệ và đứa con trai đã mất của mình cách đây vài tháng. Anh chạy lại rồi hỏi. Ủa mình đi đâu mà đêm hôm khuya khoắt thế? Mình định qua bên đám dỗ kiếm tôi hả? Chưa kịp hỏi thêm thì bỗng nhiên hai người đó biến mất vào hư không, để lại anh Hải đứng chưa ra đó chưa hiểu chuyện gì. Anh tắt nhẹ vào mặt của mình để trấn tĩnh rồi tự nhủ. Chắc là do mình ngả say cho nên hoang tưởng vậy chứ. Nói rồi anh Hải nhanh chóng đi thật nhanh trở về. Lúc này trời cũng đã về khuya. Khi anh Hải về tới nhà, anh vác cây cuốc trên vai, trên tay còn cầm một cái bánh ít người ta biếu sau khi dự đám dỗ. Anh Hải tạm treo túi bánh trên cây, sau đó cầm cây cuốc bước xuống chỗ mé nước trước nhà rửa khoáng nước cho rửa sạch. Sau đó cầm cây cuốc lên bờ và để vào mé nhà. Anh lại chỗ cây lấy một túi bánh ít trần cho vào trong nhà đặt lên bàn. Ngồi trên cây uống nước nghỉ mệt, anh gọi với vào bên trong. Mình ơi, hôm nay mình nấu món gì cho tôi về ăn đó, để đám dỗ cho ăn có no. Vốn dĩ vợ chồng anh Hải thường có thói quen chở nhau ăn cơm chung. Ví dụ như chiều chị Huệ có ăn cơm trước thì tới tối anh Hải về chị vẫn nấu bữa tối và cùng anh ăn thêm lần nữa. Lấy làm lạ vì gọi mãi vợ không lên tiếng, anh Hải tưởng bữa nay chị Huệ đã vào mùng ngủ trước, cho nên vào trong buồng coi sao. Khi bước vào trong buồng vừa tới cửa thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, làm cho anh suýt nữa khuỵu ngã. Trước mặt anh, hình ảnh của chị Huệ treo cổ lơ lửng giữa căn buồng, trên một cây cây bắt ngang qua. Anh hoảng hốt như không tin vào những gì mình thấy, chạy lại ôm xác của vợ anh kêu gào lên. Thì ra sau khi bị tên Thừa Trạch làm nhục, quá nhục nhã và xấu hổ vì thất tiết với chồng, cộng thêm dư luận xã hội phong kiến rất khắc nghiệt, đặc biệt là với phụ nữ, một kẻ có vị trí yếu thế hơn rất nhiều lần so với đàn ông thì càng khắc nghiệt hơn gấp bội lần. Chính vì vậy mà chị Huệ đã chọn cho mình một con đường giải thoát, mà đòn bẩy chính là cái chết. Chị Huệ bước ra phía sau nhà, lấy sợi dây thừng vào trong buồng, bật ghế lên và giăng lên cây xà ngang đưa vào cổ. Dãy rùa được một lúc lâu thì chị Huệ chết. Mắt cổ chị mở trừng trừng, có lẽ chị không cam tâm nên đành phải chết vậy. Anh Hải vô cùng đau khổ, anh ngồi ôm xác của vợ khi gỡ xuống bên giường rồi nghẹn ngào. Mình à, có chuyện gì sao mình không nói cùng tôi mà lại chọn cách tàn nhẫn như vậy? Sao mình ra đi đột ngột mà không nói với tôi lời nào hết? Hay tôi làm gì để mình giận, mình buồn trong lòng khiến mình phật ý nghĩ quẩn? Nếu vậy sao mình không dạy tôi, thậm chí là đánh tôi,
mà là hành động nông nổi vậy chứ? Từ nay âm dương cách biệt, tôi biết sống sao đây hả mình? Đang trong cơn giận vật tự trách bản thân, anh Hải thấy dưới gối nằm của chị Huệ thò ra một mảnh giấy. Anh đặt xác của vợ mình nằm xuống giường, lấy tờ giấy đó mở ra coi. Thì ra đây là bức thư tuyệt mệnh mà trước khi chết chị Huệ đã để lại cho chồng. Mình ơi, tôi rất đấy làm tiếc khi phải rời xa mình. Tôi cũng rất buồn khi phải chọn cách này, nhưng không còn cách nào khác. Tôi đã thất tiết với mình, sự nhục nhã đó đeo bám vào dằn vặt tôi. Chính cậu cả Huỳnh Thừa Trạch đã gây ra chuyện này, đã chiếm đoạt tôi lúc mình không có ở nhà. Lúc mình đọc lá thư này, có lẽ tôi đã về với con cùng má, đoàn tụ với nhau. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được kết tóc xe duyên nên nghĩa vợ chồng cùng mình, nối tiếp đoạn đường duyên còn dang dở của kiếp này. Vĩnh biệt mình, tôi đi. Đọc xong lá thư của chị Huệ, anh Hải vô cùng đau khổ. Nhưng lấn át đi sự đau khổ chính là nỗi uất hận, căm hờn tên thiếu gia nhà họ Huỳnh. Ánh mắt của anh bỗng hẳn lên những tia máu đỏ uất hận. Huỳnh Thừa Trạch, tao phải làm cho mày trả giá. Mày phải chết để an ủi hương linh của vợ con tao. Tao đã như thế này rồi, tao là sẵn sàng tất cả mọi thứ để giết mày. Tới chết tao cũng cào nát cái nhà mày ra. Tới chết tao cũng làm ma ám cả dòng họ nhà mày. Tao không cần giữ trái tim lương thiện của một người tá điển hiền lương nữa. Tao phải giết mày cho bằng được. Bên gia trang của họ Huỳnh, cậu cả tối đó ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng. Buổi sáng hôm sau khi ăn sáng xong, cậu cả thấy vợ của mình đang ngồi tiêm chầu trên bàn trà nhà trước. Những miếng chầu cánh phượng đừng xếp một cách tỉ mỉ ngay ngắn trên cái đĩa ngọc tròn, mà cả tiêm chầu là để một lát trưng lên bàn thờ của mẹ chồng. Do thuở sinh thời, mẹ của Thừa Trạch rất thích chầu cánh phượng. Thế vậy cậu cả tiến lại chỗ vợ ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt ve lằn tóc mềm, cầm một trong những miếng chầu đã được tiêm lên ngắm nghía rồi trầm trồ. Ai mà tiêm miếng chầu đẹp vậy chứ? Mà cả Ngọc Anh liếc mắt nhìn sang một cái, rồi tiếp tục cúi xuống tiêm chầu, miệng mỉm cười tỏ vẻ vui lòng. Khắp cây chợ Hoàng Liêu này, còn ai lạ gì miệng lưới của cậu nhà họ Huỳnh đâu chứ? Thế vợ mỉa mai trêu chọc, cậu cả Trạch bấy giờ véo lên má của vợ một cái, rồi lấy xe đi ra ruộng coi sóc công chuyện như thường lệ. Chiều hôm đó khi đã coi sóc đám tá điền là ruộng mần ăn ra sao, cậu trở về nhà nghỉ trưa. Vừa mới ngồi xuống nhấp một ngụm trà thì thằng Mão gia đình trong nhà chạy từ ngoài báo lại. Dạ bẩm cậu, có thằng Hải làm tá điền nhà mình muốn xin được gặp cậu để nói chuyện quan trọng. Ngó bộ dạng của nó gấp gáp lắm. Cậu cả Trạch nghe vậy khá tò mò không biết chuyện gì. Cậu sau thằng Mão chạy đã kêu nó vào. Thừa Trạch không hề nhớ đây là chồng của chị Huệ. Sẽ đưa nó vào đây, xin rồi cái đám này nó lớn gan vậy chứ. Tuổi này mà không răn đe là làm lùng liền. Đang làm dám bỏ về còn kêu đợi gặp tao nữa chứ. Mão nghe vậy thì cùng mấy đứa gia đình trong nhà chạy đã mở cổng đưa anh Hải vào trong. Vừa mới bước vào cửa nhà thì cậu cả đang ngồi chỗ bàn trà, ánh mắt của Hải long lên sòng sọc. Sự cầm vẫn lúc này được dâng lên tột đỉnh. Anh toàn nhào vào chỗ cậu cả, lấy sẵn con dao bầu vắt trên lưng quần ra để đâm vào bụng của cậu. Thế nhưng nhanh chóng bị đám gia đình và thằng Mão cản lại. Cậu cả đang bưng ly trà thì tình huống bất ngờ như vậy thì khá hoảng hốt, bất giác đứng dậy theo phản xạ. Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, nhẹ nhàng ngồi xuống với vẻ mặt nóng giận trừng mắt nhìn anh Hải. Chả cha cái thằng này, bữa nay gan cùng mình, cơ chi mày lại có ý định giết tao? Lóng dài tao thấy cái đám cùng đinh mặc hạng tụi bay to gan lắm rồi đấy. Anh Hải bị giữ chặt tay chân, bè quặm ra đằng sau bởi hai tên gia đình. Anh cố gắng vùng vẫy thoát ra. Vừa vùng vẫy anh vừa hét lớn khiến ai nấy đều một phen hú vía. Thằng bất nhân, ác nhân thất đức, mày đã hại vợ tao phải thất tiết, xấu hổ với bà con chòm xóm tới nỗi quên sinh. Là vậy khác chi là bức tử người ta. Bữa nay ta không giết được mày, ta quyết không làm ngươi nữa. Dựa vào một mình mày đòi giết tao, mày có vẻ như đang tự tin thái quá rồi đó. Và mày là ai chết lúc nào, cớ chi lại dám vu oan giáng họa cho tao?
Mày biết can tội vu khống cho cậu cả Huỳnh ra là chịu hậu quả thế nào? Nếu sầm nữa tao cho lính gô cổ mày tù mọt gâm. Vợ tao là Thị Huệ, bị mày làm nhục sáng ngày qua, từ giờ mà mày còn mặt dày chối tội. Nghe tới tên Thị Huệ thì cậu cả Trạch bấy giờ hoàn toàn nhớ ra. Anh ta thoáng chút bối rối. Huệ là Huệ sao? Thì ra mày là chồng nó. Nó chết rồi sao? Phải, chính nhờ ơn phúc mà mày ban cho đã khiến vợ tao dân đông nỗi này. Mày phải trả giá cái đồ ác nhân. Nói xong, anh Hải dùng hết sức bình sinh của mình vùng vẫy thoát ra được vòng tay của mấy tên gia đình. Anh lao tới túm cổ áo của cậu cả Trạch, cầm con dao lên định đâm vào ngực cậu ta thì đã bị đám gia đình cùng thằng Mão một lần nữa cản lại kịp thời. Quá tức giận, cậu cả Trạch vừa chỉnh cổ áo vừa quát lớn ra lệnh cho đám gia đình trói anh Hải lại. Bày đầu, trói thằng Hải lại cho tao. Mão đi theo hầu cậu cả từ nhỏ, nó thừa biết cậu ta muốn gì khi chỉ nhìn qua ánh mắt. Mão tiến lại gần cậu cả, kề sát vào tai và xin một cái xác nhận, tránh tự ý làm dẫn đến khinh suất. Vậy là cậu muốn xử lý nó thế nào? Đánh chết nó đi cho tao. Chờ tối nay đem nó ra bãi đất trống ngoài ruộng đánh tới chết, xong rồi quăng xác xuống sông. Dạ, tụi con đi mần liền thưa cậu. Đám gia đình theo lệnh của cậu cả mần đúng y chang không sót một ly. Lúc bị lôi ra khỏi nhà, anh Hải không quên quay lại phía sau, trái ánh mắt uất thần căm phẫn nhìn về Thừa Trạch mà tuyên bố: mày là quân ác nhân thất đức, chém cho cái quân bất lương, rồi mày sẽ phải trả giá. Hãy nhớ đến ngày hôm nay. Thừa Trạch nhìn theo với một ánh mắt đầy sự khinh bỉ và coi thường sau bóng lưng anh Hải đang bị lôi đi và nói khẽ: thân của mày còn lo chưa xong, sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng hả? Để tao coi rồi mày sẽ làm được gì tao. Dù có thành quỷ mày cũng không bao giờ đụng được một cọng tóc của tao đâu, cái thằng cùng đinh hạ. Trên đường lôi anh Hải ra khoảng đất trống chờ đến đêm đánh chết, dậu bấy giờ nói với Mão: ê Mão ơi, sao tao thì thắc mắc quá mày. Thắc mắc cái gì vậy mày? Thì mày đấy đó, cậu cả Trạch nhà này ác lung vậy đó, làm toàn mấy cái chuyện thương liên hại lý. Mà vợ của cậu là mợ cả Ngọc Anh thì lại trái ngược hoàn toàn, là một người sống nhân lành hiền đức. Nghĩ ngộ quá trời luôn mày. Mà mày nghĩ thử coi, theo mày thì mợ cả có biết mấy cái chuyện thất đức của cậu cả làm không? Tao thì tao nghĩ chắc là không có biết đâu. Mày không thấy lần nào cậu cả cũng dặn chúng ta phải im lặng sao, không tới tai của mợ cả. Nhưng mà còn nếu biết thì sao ta? Sao mày nói chuyện huề vốn qua vậy mày? Thì tao chỉ giả dụ thôi mà. Nếu mà đặt trường hợp mợ ấy biết đó, thì sao mợ ấy không có khuyên cậu hả? Cậu cả thương mợ tới như vậy, mày không thấy khi ra ngoài hùng hổ bao nhiêu, về nhà lại luồn cúi trước mợ bấy nhiêu? Lời nói cậu mợ chắc chắn có trọng lượng rồi. Thì thương là một chuyện thôi, nhưng mày thấy đó, cái xã hội phong kiến này làm gì có mà yêu ái cho thân phận cũng như tiếng nói của người đàn bà đâu. Mà cả may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có, sau đó gả về Huỳnh gia thì lại được chồng yêu thương. Cái uy chức cậu là vì cậu cho phép điều đó xảy ra thôi. Hoặc là họ may mới có khuyên, thế nhưng mà cậu chỉ để đó và cho qua mà thôi. Dù gì thì người đàn ông vẫn có uy trong xã hội này hơn mà mày. Ờ, mày nói tao thấy có lý. Mà cả chắc có khuyên, nhưng với cái tính khí khó rời đó của cậu thì cũng bằng thừa thôi. Thôi, nói tới đây thôi, ngồi chờ tới tối rồi hành động. Tao với mày nhiều chuyện rồi đó. Vậy là Mão và Dậu ở đó chờ trời tối để đánh chết anh Hải. Sau đó quăng xác xuống sông phi tang, rồi trở về nhà mần công chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Bên trong gia trang của họ Huỳnh, đoạn trên lúc anh Hải nói chuyện với cậu cả, mà cả Ngọc Anh đang ngủ trưa trong buồng thì nghe tiếng người inh ỏi bên ngoài gian chính. Mà mới mở cửa buồng đi ra coi có chuyện gì mà ồn ào như vậy. Vừa bước ra thì cậu cả đang ngồi trên bàn trà với một vẻ mặt thoát lên một nỗi tức giận. Mới đến lại rồi hỏi: ủa mình, có chuyện gì mà trông mình không vui vậy chứ? Sáng nãy tôi nghe có tiếng người om sòm ngoài đây mà bây giờ im bặt vậy chứ? Người đâu không có thấy nữa, chuyện gì đã xảy ra vậy mình? Huỳnh Thừa Trạch lúc đang nóng giận bị Ngọc Anh hỏi dồn như vậy thì gần giọng rồi cau mày: sao cô hỏi nhiều quá vậy hả? Cô đang hỏi cung tôi sao?
Chuyện chị đi nữa thì có can dự gì tới cô không? Nhiều chuyện lung quá, đi vào trong nhà cho tôi nhờ. Ngọc Anh có phần bất ngờ vì trước nay chưa bao giờ xảy ra chuyện chồng cô lớn tiếng với cô như vậy. Mà cả trở vào trong nhà với dáng vẻ buồn bã và đôi mắt ngấn nước của người dễ bị tổn thương. Bình thường hay ra bộ dáng ăn hiếp chồng là như vậy, nhưng mà tận sâu nơi tâm khảm của cô là một tâm hồn thiện lương, trong sáng yếu đuối và dễ tổn thương. Ngồi ở ngoài bàn trà một lúc sau, sau khi đã nguôi cơn tâm bệnh, Thừa Trạch ý thức được rằng mình đã nặng lời với vợ. Anh vội vàng vào trong buồng, thì vợ đang ngồi khóc thút thít tủi thân, thì liền xà vào an ủi xoa dịu. Thôi, tôi biết lỗi của tôi rồi, từ nay về sau tôi không như vậy nữa. Mình coi như đây lần đầu cũng như lần cuối. Chuyện lúc nãy chẳng qua là tôi ra lầy, đám gia đình mình có chút việc không xong nên có hơi lớn tiếng, chứ không có gì nghiêm trọng. Mình tha lỗi cho tôi nghe. Mà Ngọc Anh sau đó ngồi lau nước mắt, vẫn không đếm xỉa gì đến Thừa Trạch, mặc cho anh ta có năn nỉ hay làm gì cũng đều mặc kệ. Thế vẻ mặt của vợ mình vẫn còn đang giận dỗi, Thừa Trạch bèn làm một chuyện hết sức tưởng tượng. Anh đứng lên trước mặt quỳ xuống, đưa hai ngón tay lên đuôi lông mày, giữ ở đó và nói bằng một vẻ không thể đáng thương hơn. Tôi biết lỗi rồi, mình tha cho tôi. Tôi hứa ngày nào cũng tốt với mình, không hung dữ không la, kêu gia nhân làm đồ ngon cho mình ăn, chỉ thương mỗi mình, bảo vệ mình, yêu chiều mình, mãi mãi bên cạnh mình. Thế cảnh tượng có coi này diễn ra trước mặt, mà cả Ngọc Anh có chút sượng người, rồi sau đó bật cười thành tiếng tỏ vẻ bất lực trước mánh khóe không thể ngờ tới của chồng mình vừa tung ra. Tôi tạm tha cho mình đó nha, lần sau mà còn nữa tôi bất chấp phong tục luật lệ, viết giấy từ phu rồi về nhà mẹ đẻ ở đó. Tôi nhớ rồi mà, tôi sẽ không như vậy nữa đâu. Nói xong thì Từ Trành đứng dậy ngồi bên cạnh và ôm vợ vào trong lòng. Đúng như những gì thằng Dậu và thằng Mão dự đoán, mà cả Ngọc Anh biết chuyện cậu cả chèn ép bóc lột tán điện mần cho ruộng nhà mình. Nhiều lần mà có khuyên can không nên như vậy, cần thoải mái và rộng lượng hơn với mọi người, nhưng cậu càng gật đầu đồng ý cho con Lệ mà thôi, rồi cũng lại đâu vào đó. Mà cả đánh bất lực chứ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thường xuyên đi chùa lễ Phật xin tha tội cho chồng. Cầu nguyện cũng sẽ làm nhiều việc phúc, việc thiện để bù đắp lại phần nào. Thế nhưng biết là chỉ biết tới đó mà thôi. Còn những cái chuyện nghiêm trọng và thương tin lại lý hơn thì tuyệt nhiên mợ cả không hề biết. Vì cậu cả đã căn dặn đám gia đình biết chuyện phải giữ lấy mồm miệng, nếu không sẽ bị mất lưỡi. Và dĩ nhiên không ai muốn cái lưỡi của mình lìa khỏi miệng, nên không dám hé nửa lời. Từ hôm nay khi mà Thừa Trạch còn đi ra ngoài chưa về nhà, buồn quá không có ai bầu bạn, phòng không gối chiếc lẻ bóng một mình, mà cả Ngọc Anh quyết định đi dạo ngoài vườn hoa cho tinh thần thoải mái. Từ lúc về làm dâu Huỳnh Gian được 1.5 năm, mà cả đã cho chồng thêm trong hoa viên mấy luống tịch nhan. Cũng chẳng hiểu vì sao một người có thân phận cao quý như mợ lại đem lòng yêu thích một loại hoa khác bình dị như tịch nhan. Có lẽ vì nó tượng trưng cho sự khiêm nhường, khiêm tốn và hy sinh, giống y hệt với tính cách thẳm sâu của mợ. Đi dạo được một hồi lâu, bà bèn qua cái giếng nhỏ bên cạnh mốc nước quạt tưới cho đám tịch nhan, vì thấy cánh hoa có một chút héo ú. Những đợt gió đêm thoang thoảng làm cho những bông hoa dao động qua lại, như thể theo nhịp điệu. Tới nước xong, mở cả bước đi vào trong nhà, không để ý đằng sau lưng có hai cặp mắt đang nhìn chăm chăm. Trường hợp khi bước vào tới cửa, thì cậu cả Thừa Trạch cũng vừa về tới nhà, sau khi bàn chuyện mẩn ăn suốt buổi chiều với mấy ông thương gia trên Sài Gòn. Mà dìu cậu vào trong buồng lấy thau nước ấm lau mặt cho chồng, sau đó cả hai lên giường đi ngủ. Nửa đêm bỗng từ đâu có một cơn gió thổi qua khe cửa lùa vào trong phòng, khiến cho mợ cả có cảm giác se lạnh. Mà quay qua kéo cái mền đắp kín cổ và choàng tay ôm bụng Thừa Trạch đang ngủ say bên cạnh. Một lúc sau khi những cơn gió lùa đã tắt, trong buồng cậu mợ cả bỗng hiện ra ngay hồn ma, một nam một nữ. Hai vong hồn đó mặc đồ trắng, đầu tóc rũ rượi, gương mặt lem đúc máu me chảy chùa. Riêng còn mà nữ thì có thêm một cọng dây thòng lọng quấn ngang qua cổ.
Thì ra đó là hai vợ chồng anh Hải và chị Huệ. Chị Huệ nhìn anh Hải bằng một vẻ khó hiểu rồi thắc mắc. Ủa Minh, rõ ràng là vợ chồng mình đang nghe đòm thằng Mão nói chuyện với thằng Dậu và Huỳnh Thừa Trạch đã về nhà ngủ rồi mà. Sao kiếm khắp nhà rồi mà vẫn không có thấy đâu? Trong buồng chỉ có một mình mợ cả ôm cây gối ngủ mà thôi. Không lẽ hắn biết tụi mình về tìm hắn báo thù mà nấp đi đâu đó rồi sao? Anh Hải cũng đồng sự thắc mắc. Quái lạ thật, nhưng mà nếu nó trốn ở đâu thì biết chứ. Đằng này chẳng thấy tung tích, một chút hơi người cũng không có để lần theo. Chị Huệ liền tặc lưỡi. Thôi chúng ta đi thôi, biết đâu hôm nay hắn đi đâu đó không về nhà. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại đây để lấy mạng hắn. Hắn trốn một ngày một bữa thôi, chứ cũng không bao giờ trốn được cả đời. Anh Hải đành bất lực vừa nói vừa thở dài. Đúng vậy, tôi không tin hắn có thể thoát khỏi tay chúng ta. Đi thôi mình. Dứt lời hai con ma biến mất, trả lại không gian tĩnh lặng như tờ. Sáng hôm sau, cậu cả Trành thức dậy sớm đi qua chợ huyện bàn chuyện làm ăn với ông Lâm Văn Đời, nên gấp gáp thay đồ sửa soạn và ra xe. Thằng Thái vốn là một người làm thân cận, như từ đầu đã đề cập, cho nên nó lái xe chở cậu cả đi như thường lệ. Sau khi bàn xong chuyện làm ăn với ông Đời thì lúc này cũng đã xế chiều. Cậu cả lại chờ ra xe và đi về. Đang đi trên đường, vì con đường này khá nhỏ và có nhiều ổ gà, mà đường không mấy bằng phẳng, cho nên Thái cho xe chạy chậm hơn. Chạy được một đoạn ngang qua buổi chợ, cậu cả đang coi sổ sách lại trên xe thì bất giác quay ra nhìn toàn cảnh chung quanh cho đỡ mỏi mắt. Bỗng cậu thấy một cô gái xinh đẹp chắc chừng 17 tuổi đang đi chợ chiều về, trên tay còn xách cái giỏ đựng bó rau và vài con cá, đi về hướng ngược lại của chiếc xe. Gương mặt xinh đẹp và dáng người mình hạc sương mai của cô gái kia đâm vào mắt của cậu. Trong đầu của cậu ta bắt đầu nảy lên một ý nghĩ gian trá. Cậu toàn tính điều gì đó trong dạ, khẽ cười lên một cách khoái trá, nhếch mép nói với Thái. Ê Thái, mày có thấy con nhỏ vừa đi ngang qua hướng ngược chiều không? Sở dĩ cậu càng hỏi như vậy là cậu hoàn toàn không hề biết đây là bà con xa của Thái. Dạ con thấy, có chuyện chi không cậu? Con nhỏ đó là con cái nhà ai, coi bộ được gái quá mày. Thái có vẻ lo lắng và do dự, vì cô gái kia chính là em họ, con chú Năm Thỏ, chú của Thái thuộc dạng bà con xa, cũng đang làm tá điện cho ruộng nhà cậu cả. Thái đang phân vân không biết nên nói cho cậu cả biết không. Anh quá hiểu tính cậu cả, một khi để ý ai thì có chạy đằng trời. Đang trong dòng suy nghĩ, Thái giật bắn mình khi nghe cậu cả Trạch gọi lớn. Thái, mày có nghe tao nói gì không? Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nói ra thì sợ em họ mình tổn hại, mà không nói thì bản thân khó bảo toàn. Thế thì Thái chọn cách bảo toàn cho bản thân, rồi từ từ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Còn cái chuyện cô gái đó có bà con với Thái hay không cũng không thể thay đổi ý định của cậu cả. Vậy nên Thái đành giấu chuyện đó luôn cho đỡ phải rắc rối sau này. Dạ, nhỏ đó là con cũng Năm Thỏ, ở cũng là tá điền mần ruộng cho nhà mình đó cậu. Ồ, thì ra là vậy ha. Kể từ giây phút đó, Thái cứ lái xe trong tình trạng lo lắng sốt ruột. Không biết sắp tới đây, cậu cả sẽ có những toàn tính gì cho kế hoạch sắp tới. Cậu cả kể cho Thái nghe kế hoạch sắp tới của mình, rằng tới ngày mai bắt đầu hành động. Đầu tiên cậu sẽ cho đám gia đình đi qua nhà ông Năm Thỏ, đánh lạc hướng và dụ ông khỏi nhà. Lúc đó trong nhà chỉ còn một mình con nương, cậu cả sẽ lèn vào để làm nhục, như chính cách cậu đã làm với chị Huệ trước đây. Bây giờ tao tính như vậy, tới ngày mai mày nói với thằng Mão sẽ đám gia đình qua nhà Năm Thỏ, kêu ông là cái chuyện ông muốn xin khất nợ đã được cậu cả Huỳnh đồng ý. Kêu ông ấy qua Huỳnh ra gặp tao, tao sẽ cho ông ấy được khất nợ qua năm sau. Nói như vậy thì thế nào ông ấy cũng đồng ý cho mà coi. Dạ, cậu cả nói phải. Tiếp sau đó ta sẽ lèn vào trong nhà để vui vẻ cùng với em nương. Dạ, cậu cả nói chi phải. Trong suốt cuộc chuyện trò, Thái chỉ mặc định câu cậu cả nói chi phải mà thôi. Vì trong lòng của Thái đang vô cùng lo lắng cho sự an nguy của ông Năm Thỏ, và nhất là con nương. Bởi nương là đứa em họ mà anh rất thân, thân từ nhỏ, coi nhau như anh em ruột. Thế nên Thái không muốn nương bị bất cứ tổn hại nào. Cả ngày hôm đó, việc mà Thái cứ bị mất tập trung, đầu óc cứ để đi chỗ khác,
làm sao cứu được nương thoát khỏi gọng kìm của cậu cả. Thái liên tục vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, cái mông như bị đặt trên đống lửa vậy. Và cuối cùng anh đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo và nguy hiểm. Bây giờ chỉ còn cách đó, thành thử là để biết có thành công hay không, còn hơn là ngồi chờ chết. Bên nhà của ông Nam Thỏ, ông và nương đang ăn cơm tối thì bỗng nghe có tiếng người chạy sộc tới, thở hổn hển gọi lớn vào bên trong. Chú Nam ơi. Đừng thấy vậy thì buông chén đũa đang ăn, đứng dậy chạy ra sân coi ai kêu như vậy. Tới cửa nương ngó ra thì thấy Thái. Ủa anh Thái, tôi rồi anh Mần công chuyện xong hết rồi sao mà có thời gian chạy qua nhà em chơi vậy? Thái không trả lời nương, vẻ mặt hiện rõ sự sợ hãi đầm đìa mồ hôi, phải chạy bộ từ nhà bên kia qua đây. Thế giặt nương qua một bên bước về ông Năm. Chú Năm ơi, nguy to rồi chú Năm. Ông Năm ngồi đó ăn cơm, tay gấp đỏ ăn bỏ vào trong chén, mắt nhìn Thái bằng sự thong thả. Trời đánh còn tránh bữa ăn nghe mày. Thời gian qua chơi ngồi ăn cơm với cha con tao, xong rồi muốn nói gì thì nói. Nương à, mày coi xuống lấy cho anh Thái cái chén bát lên đây. Thôi khỏi nương, trời đất ơi, cái chuyện này gấp gáp lắm rồi chú. Cho vì con nương, nhất là con nương sắp gặp nguy hiểm, cái này còn hơn là trời đánh đấy chú. Nguy hiểm là sao, mày nói rõ nghe. Dạ, suốt là hồi chiều quân chờ cậu cả đi bàn chuyện mần ăn với người ta trên huyện. Về ngang qua chợ chiều, tình cờ cậu thấy con nương, cậu cả trong bụng khoái nó lắm, nên mới bàn kế hoạch đợt tối ngày mai cho người tới dụ chú ra khỏi nhà, sau đó vào nhà cưỡng bức nương đó chú. Ông Năm nghe vậy thì tức giận, đập lên mặt bàn một cách thật mạnh, đứng lên thể hiện sự bức xúc. Mẹ bà nó chứ, bà năm qua nó chèn ép gia đình tao chưa đủ sao hả? Bóc lột chưa đủ sao? Bây giờ muốn làm nhục con gái của tao? Không được, đã tới lúc tao phải vùng lên, không thể để cho con gái tao chịu uất ức như vậy. Thái nghe vậy liền ra sức can ngăn ông Năm Thỏ, tránh ông có hành động chức họa vào thân. Thái ra sức giải thích để ông Năm hiểu, cũng như xoa dịu tinh thần đang bị kích động công đúc này. Tiền huynh thừa trạch thì trong vùng này ai không ghét hắn. Anh em tá điền từ lâu đã muốn vùng lên, nhưng chú thấy đó, kết quả là gì? Không được gì cả, còn mất chỗ làm, thậm chí là có người còn mất luôn cả tính mạng, họ bị tù đầy đấy. Chứ cũng biết thế lực quyền uy của Huỳnh Thừa Trạch ở cái xứ này. Hắn còn quen biết với quan bạ trên tỉnh. Giờ chú cháu mình thân cô thích cô, vùng lên chống đối lại thì được gì chứ, còn thiệt thân nữa. Không kéo cả cái thằng Trạch nó kiện lên quan trên, chú cháu mình đi tù một công đó. Nghe Thái nói phân tích thiện hơn, ông Năm Thỏ cũng hiểu được. Đàn ông nằm quay về chỗ bàn thờ bà Năm cảm thán. Bà ơi, bà ngó xuống đây mà coi, chả còn tôi cô mẩn chi nên tội mà phải chịu cái cảnh như vậy đâu bà ơi. Ông Năm vừa khóc tay vừa vịn chặt lên cạnh bàn thờ bà Năm. Còn nương nãy giờ nó nghe Thái và cha mình nói chuyện thì có phần nào mừng tượng ra được sắp tới đây nó phải trải qua những gì. Bật giác nó khóc lên trong bất lực. Cảnh tượng này khiến cho Thái đau lòng. Anh bày kế cho cha con của ông Năm. Hay là chú Năm với con nương đi trốn đi, trốn khỏi cái xứ này, qua bên miệt thứ lánh tạm một thời gian. Ở nhà bà Mười cho mọi chuyện nó êm xuôi rồi mình tính tiếp. Bà Mười dù gì bà cũng là chú quen biết nên chắc chắn sẽ giúp mình đó. Ông Năm nghe vậy khẽ gật đầu. Bây giờ không còn đường nào khác nữa. Mày nói tao nghe chi phải, trước mặt tao với nó phải trốn đi thật xa. Bây giờ chỉ còn cách đó mới toàn vẹn được cho con tao thôi. Thấy nghe vậy thì hối thúc ông Năm và nương nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Phải thì nhanh lên chú ơi, kéo không kịp đâu. Còn có nói với chú Chín đưa đò đậu sẵn ngoài kênh rạch ông rồi, chở chú với con nương ra thì luồn đi ngay trong đêm. Dắt đường cho chú với nương đi ra ngoài xong, còn cũng tranh thủ trở lại bên nhà kia, kẻo có đứa nó sinh nghi thì chết. Ông Năm với đường nhanh chóng đi vào trong buồng lấy hết đồ đạc, vật dụng tư trang cần thiết bỏ vào trong tay này. Xong rồi cả ba người bước ra cửa đặng đi tới chỗ kênh rạch ông. Thế nhưng vừa bước chân ra sân thì đang nghe tiếng thằng Mão từ xa. Theo cùng thằng Mão là một đám người chừng 6 người đang tiến vào sân. Đi đâu? Thì ra cả ngày nay thay vì lo lắng cho nương và ông Năm gặp nguy hiểm cho nên những hành động khác thường. Nhưng điều đó vô tình lọt vào mắt của Mão, mà cũng là người hầu thân cận bên cạnh cậu cả Trạch. Tuy nhiên nó lại không được trọng dụng như Thái, vậy nên đây là cơ hội lật kèo ngoạn mục của nó. Tới hôm nay,
Khi mà Thái lẻn qua nhà của ông Năm báo tin, Mão đã đi theo và dừng ở vách nhà, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Cạnh lúc ông Năm Thọ vẫn đang thu dọn đồ đạc, Mão nhanh chân chạy về báo tin cho cậu cả Trạch biết. Gia trang của Huỳnh ra cách nhà ông Năm chỉ chừng một khoảng ruộng, thành ra cũng gần, đi một chút là tới. Khi nghe Mão báo tin động trời, cậu cả Trạch đứng dậy đập bàn rồi quát: "Chà cha, cái thằng này láo lung, dám phản lại tao. Được, bữa nay ta không mần chuyện này cho đa ngô ra khoai. Thế không phải là người thừa kế Huỳnh gia." Ngọc Anh đang uống trà cùng cậu cả, thấy sắc mặt chồng có phần tức giận, cô hỏi: "Có chuyện gì mình tức giận vậy?" "Chứ tôi ngó bộ thần sắc của mình đang khó coi lắm đó nghe." Đang tức giận là vậy, nhưng Thừa Trạch vẫn cố nặn ra một nụ cười công nghiệp, vẻ mặt cố tỏ ra điềm đạm, quay qua nói với vợ: "Không có chuyện gì đâu mình, bằng cái chuyện của đám ta điền ngoài ruộng thôi. Thôi, tôi ra đó giải quyết một lát tôi về nghe." Mà cả Ngọc Anh vô cùng thắc mắc, vì trước nay chưa bao giờ có chuyện phải ra giải quyết ruộng đất vào buổi đêm như vậy. Mà mới cố ý gặng hỏi thêm và tỏ ý muốn đi cùng. "Tối rồi còn chuyện gì ngoài ruộng sao? Thôi để tôi đi cùng mình, chứ mình đi như vậy tôi không an tâm." Cậu cả Thừa Trạch vội trấn an vợ, anh nhẹ giọng nói: "Bà, cái chuyện còn con đó mình không cần bận tâm. Thôi cứ ở nhà, ngoan một lát tôi về liền thôi mà." Nói xong, cậu cả Thừa Trạch cùng đám gia đình gồm 6 người tính luôn cả thằng Mão đi thật nhanh ra khỏi nhà. Mà cả nhìn theo bóng lưng của chồng không khỏi lo. Cô rất muốn được đi theo, nhưng ngặt nỗi đã bị chị Mận cản lại theo lời của cậu Trạch. Bên phía sân nhà ông Năm Thỏ, từ trong đám người cậu cả bước ra, trừng mắt nhìn Thái tỏ rõ vẻ tức giận: "Hay cho mày, giỏi cho mày. Mày uổng công ta đã tin tưởng mày mần những cái chuyện quan trọng, bây giờ mày lại phản tao." Cậu cả bình thường tính tình vốn cẩn trọng, do cậu không biết hai người kia là người thân của Thái, cho nên mới để Thái lo liệu chuyện này. Còn nếu sớm biết thì cậu đã không để cho Thái biết và sẽ không xảy ra cớ sự này. Thế thằng Mão sau lưng của cậu cả đứng đó nhìn mình cười một cách đắc ý. Thái đang hiểu ra rõ tất cả nguồn cơn là do thằng Mão báo cho cậu cả biết. Thái nhìn Mão và nói trong tức giận và thất vọng: "Tao thật thất vọng vì mày Mão. Uổng công tao luôn coi mày là anh em tốt. Đã có lúc tao muốn kết nghĩa huynh đệ, đã có lúc đó. Nhưng bây giờ tao hiểu ra bộ mặt thật của mày. Thật đáng sợ với ba chữ anh em tốt." Mão nhìn Thái cười nhếch mép và đầy sự khinh bỉ: "Cái đó là mày tự huyễn hoặc thôi. Chứ tao chưa bao giờ coi mày là anh em tốt hết à. Bởi vì tao và mày cùng nhau làm cho Huỳnh Giang từ nhỏ. Nhưng hễ có đồ ăn ngon quần áo đẹp, cậu cả đều ưu ái cho mày. Cái nào mày không ưng với đến lượt tao, rồi đớn lên đi làm việc cho cậu cả, cậu cả cũng ưu ái chọn mày. Từ chuyện lái xe, tao cũng biết lái. Vậy tại sao mỗi lần cậu cả đi ra ngoài đều kêu mày chứ không kêu tao? Cậu nghĩ cậu cả tin tưởng mày hơn tin tưởng tao. Có trách là trách mày hơn tao vậy thôi." Cậu cả Thừa Trạch bấy giờ cau mày: "Im hết đi." Mão thấy vậy thì cúi mặt xuống im lặng. Biết là không thể thoát được, Thái không nói không rằng chỉ đứng đó, dùng cặp mắt sắc nhọn như một mũi dao chĩa thẳng về đám người. "Bài đâu? Trói tụi nó vào cây cột nhà cho tao đi." Bọn gia đình làm theo lời của cậu cả. Tụi nó tiến tới nắm lấy ba người bọn họ, trói vào cây cột tròn trước hiên nhà, trong tư thế đấu lưng lại với nhau. Thừa Trạch nhìn thằng Mão đá một cái, lập tức nó hiểu ý. Sẽ đám gia đình cùng cầm ba lọ dầu hỏa lớn đem theo từ trước, tới lên khắp nhà của ông Năm Thỏ, tới lên cả ba người đang bị trói. Sau đó tụi nó dùng cây đuốc đang cầm trên tay xoay đường mà châm vào những chỗ được tưới dầu hỏa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, mặc cho ba người kia la hét đau đớn trong tuyệt vọng. Ông Năm Thỏ, Thái và Nương trước khi chết cháy nhìn ra ngoài sân cho đám người bất nhân đang đứng rồi nguyền rủa: "Rồi tất cả cái đám ác nhân thất đức tụi bay sẽ phải trả giá, phải trả giá." Khoảng 15 phút sau, cả ba người bị trói vào ngôi nhà đã hoàn toàn bị lửa thiêu rụi, chỉ còn lại là một đống tro tàn. "Lo liệu chuyện này êm xuôi cho tao đi. Nếu ai biết được chuyện này, nhất là mợ cả anh, tụi bay có thể ngó được cái đống tro trước mặt và tự hiểu số phận cuộc đời của mình." "Dạ,
Thì con biết rồi cậu. Xong rồi mọi chuyện, Thừa Trạch trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế vợ mình ngủ say, anh ta thay đồ leo lên giường ôm vợ ngủ ngon lành. Đêm đó trời đổ một trận mưa lớn, sớm chớp đùng đoàng nghe thật inh tai. Trong phòng hai vợ chồng cậu cả đang ngủ hiện ra tất cả năm vong hồn óng trắng. Lại là vợ chồng chị Huệ với bộ dạng vô cùng thê thảm. Còn ba hồn ma kia nhân dạng cháy đen như vừa mới bước ra từ một đám cháy. Tất cả bọn họ đều có chung một mối huyết thù với cậu cả họ Huỳnh. Chị Huệ nhìn qua ba vong hồn ma kia thì hỏi anh Hải. Ủa mình, ba hồn ma kia là ai vậy? Tôi cũng không rõ. Mặt mày hơi cháy đen, đi cục than tôi cũng không nhận ra đó là ai. Thôi để tôi qua đó hỏi thử. Nói rồi hai vợ chồng chị Huệ tiến lại phía ba hồn ma kia rồi hỏi. Mấy hồn là ai? Chưa kịp để ba người trả lời, chị Huệ dường như nhận ra đó là ai, bèn ngạc nhiên cất giọng. Ủa Thái, em nương chú Năm, sao ba người ở đây? Ba người chết rồi sao? Ông Năm Thọ tiến lại hai vợ chồng anh Hải chị Huệ, sau đó kể lại đầu đuôi tường tận mình đã bị Huỳnh Thừa Trạch giết chết thê thảm ra sao. Hai người họ sau khi nghe xong vô cùng căm phẫn. Chị Huệ nói bằng giọng tức giận. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, không mau lấy mạng của hắn, nợ máu phải trả bằng máu. Thầy nói trong sự thắc mắc và khó hiểu. Nhưng kiếm nãy giờ khắp căn nhà không thấy bóng dáng của hắn ở đâu, và trong buồng không thấy hắn, thật là kỳ lạ. Phải đó, tôi và anh Hải ngày hôm qua có tìm tới để lấy mạng của hắn, nhưng mà không thấy tâm hơi, cũng đã lùng sục khắp căn nhà. Và trong buồng chỉ thấy mợ cả vợ hắn đang nằm ôm gối ngủ một mình thôi. Nương với ánh mắt đầy bi phẫn nó nói. Vậy thì để con giết vợ hắn trước, rồi để hắn về đoạt mạng sau. Ông Năm Thọ cau mày ngăn cản giải thích cho con gái. Bậy nào, ai làm người đó chịu. Và lại mợ cả là người đức độ, nên có bà tổ cô dòng họ Nguyễn đi theo phù hộ độ mạng, chúng ta không thể tiếp cận được mợ ấy đâu. Thái lúc này có vẻ ngập ngừng. Vậy thì chúng ta biết làm cách nào để báo thù? Người thì không tìm được, làm sao đòi lại được mối huyết hận thâm thù này đây? Ông Năm Thọ suy nghĩ đăm chiêu một hồi, rồi dường như ông suy nghĩ ra một phương cách nào đó, mới kêu mọi người chụm đầu lại. Sau khi bàn xong, ai nấy đều gật đầu. Ông Năm nói với mọi người: quyết định như vậy đi, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch đã bàn. Tôi không tin là cái cán cân công lý không ngả về phía chúng ta. Nói xong, tất cả năm hồn ma đồng loạt biến mất, trở lại không gian để yên tĩnh. Sáng hôm sau khi mà ăn sáng xong, mà cả Ngọc Anh chuẩn bị đồ lễ, hoa và trái cây nhang đèn để lên chùa Phật Quang như thường lệ. Bởi nay là ngày 10 rằm, còn cậu cả Thừa Trạch, ngày 15 hàng tháng cậu ta đều tự mình lái xe đến xóm gánh chèo, tuốt tận trên khúc trên, cách rất xa nhà cậu. Dĩ nhiên chuyện này cậu ta làm trong âm thầm, vào miệng cớ đi bàn công chuyện mần ăn, cho nên mợ cả cũng chẳng quan tâm. Và trong hôm nay cũng không ngoại lệ, Thừa Trạch lái xe ra khỏi nhà một mình và đi lên xóm gành chèo. Mà Ngọc Anh đi bộ qua chùa, chỗ này cũng khá gần gia trang nên có thể đi bộ được. Tới nơi mợ bước vào bên trong, thấy sư cô đang quét lá đa thì cúi đầu chào hỏi. Sư coi thì mợ cả Ngọc Anh đã tới thì nói: chào mợ cả. Mợ cả vào trong, sư bà đã chờ mợ từ sáng đến giờ rồi thưa mợ. Ngọc Anh có vẻ ngạc nhiên, sau đó hỏi: có chuyện gì sao thưa sư cô? Mà cứ vào trong gặp sư bà đi rồi sẽ tỏ. Nói xong, sư quay tiếp tục đi tới mấy gốc cây đang gần đó để quét lá. Mà cả bước vào trong chính điện, thấy sư bà đang ngồi thiền thì chắp tay: mô Phật, cậu biết sư bà tìm con có chuyện chi phân tỏ? Sư bà vẫn trong tư thế thiền, mở mắt ra rồi bảo: mô Phật, thí chủ tới rồi sao? Mời thí chủ ngồi. Ngọc Anh không ngồi vội xuống, mà đem hoa và trái cây trừng lên chỗ chánh điện thờ Phật. Thắp nhang cắm vào lư hương, quỳ lạy ba lạy. Sau đó tiến lại chỗ sư bà ngồi xuống đối diện và chắp tay: mô Phật, sư bà có điều chỉ cần nói, xin sư bà cứ nói để cho con được tỏ tường. Sư bà nhìn Ngọc Anh, sau đó thở dài một nhịp, ánh mắt ánh lên vẻ đượm buồn. A Di Đà Phật, gieo nghiệp ác ắt nhận lại báo ứng. Dạ, sư bà nói vậy là sao? Con chưa được tỏ.
Hiện tại ta thấy sau lưng con đang có 5 oán hồn chưa đầy oán khí đi theo. Bọn họ đi theo không có ý muốn hại con, họ chỉ muốn cho con biết sự thật thôi. Mà cả Ngọc Anh nghe vậy thì chợt thất kinh vì nghe có 5 vong hồn theo sau lưng. Nhưng nhanh chóng mà lấy bình tĩnh, sao mà không có làm điều gì trái với lương tâm, nên chỉ tò mò tại sao lại có chuyện như vậy. Sự thật là gì? Mong sư nói để con được tỏ. Sư bà thở dài rồi nói tiếp. Chuyện này là thiên cơ, ta không thể tiết lộ cho con được. Nhưng có một người có thể giúp con biết được tường tận. Do con ăn ở hiền lương nhân đức, nên có bà tổ coi dòng họ Nguyễn con đi theo phù hộ che chở. Đó cũng là nguyên nhân vì sao 5 vong hồn đó không thể hiện ra cho con thấy. Sao con hãy làm theo lời ta. Từ nay về trước khi ngủ, con hãy khấn nguyện bà tổ cô, bà sẽ hiện ra trong giấc mơ giúp con giải mã tất cả chuyện con đang muốn biết. Mà cả Ngọc Anh lúc bấy giờ về mặt trước đầy sự hoang mang, không biết có chuyện gì mà tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy. Sau khi trò chuyện xong, sư bà trở lại thiền định, mà cả Ngọc Anh cũng từ giã sư để trở về nhà. Từ hôm đó trước khi đi ngủ, mà cả đã làm theo lời của sư bà, khấn nguyện bà tổ cô dòng họ Nguyễn. Khấn nguyện được một hồi thì mà chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trong giấc chiêm bao, mà thấy mình đang leo lên một đỉnh núi rất cao. Sau nửa ngày leo vất vả thì mợ dừng chân tại một căn nhà bằng gỗ ven sườn núi. Bước vào sân nhà mợ càng ngạc nhiên khi đây là một căn nhà gỗ to và rộng. Trước cửa nhà có 2 con kỳ lân bằng đá đựng đeo khắc sống động như là thật. Có điều hình như nhà này không có ai ở thì phải. Mọi thứ đều im lìm vắng tanh. Còi mãi cũng chẳng thấy ai trả lời hay mở cửa. Cửa chính thì mở toang ra từ lúc nào không rõ. Thế vậy mà cả mới đánh liều đi thẳng vào trong xem có ai không. Mới bước vào đến cửa mà bỗng nghe phảng phất mùi trầm thủy hương ở đâu đó trong không khí vô cùng dễ chịu, khiến cho tinh thần trở nên thư thái. Tiến vào sâu hơn nữa mà anh thoáng chút bất ngờ khi thấy phía trên cao có một bà lão đầu tóc bạc phơ, gương mặt vô cùng phúc hậu. Nhìn cô và nở một nụ cười nhân từ. Thế vậy mà cả cất tiếng. Thưa bà, bà là ai? Người đàn bà hua tay, lập tức một chiếc ghế gỗ được biến ra. Bà bảo con hãy ngồi đi. Mà càng làm theo lời của bà lão, cô ngồi xuống ghế. Bà lão liền giải thích. Ta là bà tổ cô dòng họ Nguyễn. Thấy con là người nhân đức hiền lương, nên bao lâu nay ta theo để độ mạng. Mà anh bấy giờ biết đó là bà cô tổ của dòng họ, bèn đứng dậy định quỳ xuống hành lễ thì bị bà tổ cô ngăn lại. Không cần đa lễ, con ngồi đi. Sở dĩ hôm nay ta hiện về trong giấc mơ của con là do con 5 vong hồn tội nghiệp đến cầu xin ta, rằng muốn gặp con để bày tỏ một chuyện. Tất cả họ đã đến nơi này cầu khẩn cầu xin rất thành tâm và đáng thương, cho nên ta đã đồng ý giúp đỡ. Nói rồi bà tổ cô họ Nguyễn phất nhẹ bàn tay. Nào các người hãy ra đây hết đi. Lập tức từ trong không gian hiện ra 5 hồn ma. Họ được hồi phục lại nhân diện như lúc còn sống. Từ trong 5 người thấy cất tiếng đi lại phía mợ cả. Mợ cả, mợ còn nhận ra con không? Thái à, tài xế của cậu cả, gia đình của Huỳnh ra đây mà. Dạ thưa mợ, đúng là con. Mà Ngọc Anh ngạc nhiên khi nhìn qua 4 người kia, vì họ trông rất lạ, mà chưa từng quen biết trước đây bao giờ. Mợ quay qua hỏi Thái, còn những người họ là ai? Thái trả lời bằng ánh mắt buồn rầu. Dạ, đây là ông Năm Thỏ, con gái của ông là Nương, 2 người còn lại là vợ chồng anh Hải, chị Huệ. Họ đều làm tá điền làm ruộng cho Huỳnh gia. Tất cả bọn họ bao gồm cả con đều bị chết dưới bàn tay ác độc của cậu cả Trạch. Mà Ngọc Anh bàng hoàng như không tin vào những gì mình vừa nghe. Hạ hại chết là sao? Con nói rõ hơn cho mợ tỏ đi. Chưa để cho Thái và 4 vong hồn kia kể lại đầu đuôi thì bà tổ của họ Nguyễn đã biến ra trước mặt mợ một cái gương thật lớn, trong đó chiếu lại toàn bộ hình ảnh những việc làm thất nhân ác đức mà cậu cả Trạch đã gây ra cho 5 người bọn họ, từng chi tiết một không sót chỗ nào. Một lúc sau khi đã xem xong những sự việc
mà tấm gương phản chiếu lại, mà cả Ngọc Anh như sụp đổ hoàn toàn, không muốn tin đây là sự thật. Không ngờ người chồng mà mợ nhất mực yêu thương, tin tưởng lại là một người đắng tận lương tâm như vậy. Mà cả liền bước tới chỗ năm hồn ma quỳ xuống: "Xin mọi người hãy nguôi cơn tức giận. Những chuyện mà chồng tôi đã làm thật là không thể ngờ được. Đến hôm nay tôi mới được tường tỏ. Không biết làm gì hơn, tôi chỉ biết quỳ gối ở đây dập đầu tạ tội thay chồng. Mong mọi người nguôi ngoai phần nào cơn tức giận, những bất công oan khuất mọi người phải chịu." Ông Năm Thỏ và bốn hồn ma kia tiến lại đỡ mợ cả: "Mợ không có tội, lỗi là ở cái thằng bất nhân kia, chính nó phải là người phải trả giá." Nói đến đây, cơn tức giận trong lòng năm oan hồn là một lần nữa trỗi dậy. Thái lúc bấy giờ bảo: "Không hiểu tên Huỳnh Thừa Trạch đang lẩn trốn phương nào mà chúng ta không thể tìm thấy. Lục tung cái Huỳnh Gia Trang cũng không thấy tăm hơi." Xóa tan đi thắc mắc của năm oan hồn, bà tổ của dòng họ Nguyễn lên tiếng: "Các người không thấy được hắn mà lấy mạng trả thù là vì hắn đã sử dụng đậy hồn chi thuật, một bí thuật đã thất truyền từ lâu của môn phái Tam Ban Bộc Nhân phái, khiến cho bất cứ vong hồn nào và cả quỷ dữ không thể tìm thấy được hắn, cho dù có hiện hữu trước mặt các ngươi." Tất cả năm vong hồn đều đồng thanh: "Đậy hồn chi thuật." "Phải, chính là đậy hồn chi thuật. Tà thuật này giúp người sử dụng nó che đậy được hồn phách của mình khỏi ma quỷ khác, tránh quấy phá. Có lẽ do ý thức được chuyện mình làm điều thất nhân ác đức, phóng hỏa giết người, kinh động quỷ thần, hắn đã tìm tới ông thầy sái bên xóm Gành Chèo để thực hiện tà thuật đã thất truyền này. Mỗi tháng cứ đều đặn vào ngày 15, hắn đi xe qua nhà thầy sái thực hiện ra hạn thuật này bằng 3 giọt máu. Vì đây là ngày thất đàn chí âm vận hành, rất thuận lợi để thực hiện. Người luyện thành công lại tòa thật biết chuyện này là một người thể pháp vô cùng dã tâm và tàn độc. Từ bên ngoài muốn bán thuật đổi tiền, nhưng thực chất bên trong là dùng chính người mua thuật hút tinh khí của họ, kết hợp với đại hồn chi thuật để luyện ra một thuật cao siêu hơn nữa, đó là thuật trường sinh bất tử." Mà cả Ngọc Anh nghe vậy thì thẳng thốt: "Vậy chẳng lẽ chồng con gặp nguy hiểm, có cách nào để hóa giải được thuật này không thưa bà tổ cô? Mong bà chỉ điểm." "Muốn hóa giải thuật này chỉ có duy nhất một cách, tức là dùng máu nhỏ ra từ chính trái tim của người đã mua thuật, tức là Huỳnh Thừa Trạch, sau đó đem nhỏ giọt máu đó vào quan tài gỗ để ở trong nhà tên thầy sái. Quan tài nhỏ bằng gỗ đó chính là công cụ mà hắn dùng luyện tà thuật đậy hồn chi thuật. Trong quan tài nhỏ đó có một con hình nhân bằng vải, dùng để nhỏ máu của Thừa Trạch vào trong đó, 3 giọt vào ngày 15 hàng tháng. Cộng thêm con hình nhân đó sẽ hút tinh khí dương khí của Thừa Trạch, giúp ông sái sớm hoàn thành thuật trường sinh bất tử. Dùng giọt máu từ chính trái tim của người Thừa Trạch yêu thương nhỏ vào giữa trán của con hình nhân, lập tức tà thuật ấy sẽ được hóa giải." Mà cả Ngọc Anh đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, chỉ đang ngầm quyết định một chuyện gì đó. Đôi mắt của mợ bỗng rưng rưng, tưởng thức phim hạnh phúc bên Thừa Trạch đang dần hiện ra trong đầu của mợ, khiến lòng mợ như có cơn giông bão. Nhưng mợ biết mày không nên ích kỷ vào lúc này. Mợ nhìn bà cô tổ rồi nói đầy cương quyết: "Con này bà tổ cô, con quyết định rồi. Con dùng máu từ trái tim mình để hóa giải đệ hồn chi thuật, đã cũng coi như cách để năm vong hồn oán khuất kia có thể hóa giải đi oán khí. Thừa Trạch đã làm quá nhiều điều chuyện ác khó lòng dung thứ, nên còn biết rằng khi thuật hóa giải cũng là lúc chàng phải trả nghiệp mình đang gây ra. Con rất yêu chàng, con nguyện chết cùng chàng. Mong bà tổ cô hoàn thành ý muốn này của con." Bà tổ cô thấy Ngọc Anh vô cùng cương quyết cho nên đồng ý giúp đỡ: "Thôi được, ta sẽ thành toàn cho con." Nghe vậy, mợ Ngọc Anh nhanh tay lấy cây châm đang cài trên đầu của mình, đâm thẳng một nhát vào lồng ngực trái. Thời khắc đó, máu từ trái tim của mợ theo cây châm chảy ra, mà cả cũng ngã quỵ xuống đất nằm xuống. Lập tức bà tổ cô đưa ngón tay lên cao, một giọt máu từ trong trái tim của mợ chảy ra bay lên, xuyên không gian tiến thẳng tới nhà của thầy sái. Bên trong, tên thầy sái đang nằm ngủ thì bỗng nghe tiếng động phát ra trên kệ để vật dụng luyện bùa.
Ông ta ngồi bật dậy chạy đến cái kệ và thấy quan tài gỗ đào đang rung lên. Sau đó nó tự động mở nắp. Biết có chuyện không hay, rằng ai đó đang thi triển phép thuật để phá thuật đệ hồn của mình. Ông ta nhanh tay bắt ấn triển phép rồi gồng mình lên bằng cả tính mạng chống lại. Nhưng đã chậm hơn một nhịp. Bỗng từ đâu một giọt huyết tâm bay tới, xuyên thẳng thấm vào giữa trán con đỉnh nhân nằm trong quan tài. Lập tức cái quan tài bằng gỗ đào cùng con đỉnh nhân kia nổ tung thành trăm mảnh. Ông thể sái lăn ra bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, thần trí của ông ta không được bình thường, cử chỉ cứ như là một người điên. Thì ra sau khi hóa giải được đệ hồn chi thuật, ông sái đã bị tẩu hỏa nhập ma, điên điên khùng khùng. Lúc này bên Huỳnh Gia Trang, Thừa Trạch đang ngủ thì bị năm vong hồn kia xà vào người sâu xé cho đến chết. Vì thuật đại hồn đã được phá giải nên những oan hồn đó có thể dễ dàng tiếp cận giết chết hắn ta. Sáng hôm sau, anh ta chết cứng trên giường với một vẻ mặt hoảng hốt, như thể trước khi chết vô cùng kinh sợ trước một chuyện gì đó. Thế trong Huỳnh Gia Trang cậu đã chết, mấy đứa gia đình lúc trước cùng cậu cả thực hiện chuyện ác đã ăn cắp hết vàng bạc châu báu, trốn qua xứ khác sinh sống. Nhưng khi đi tới quá nửa đoạn đường thì bị thảo khấu giết chết, cướp hết vàng bạc mà bọn nó mang theo. Năm oán hồn kia sau khi được trả mối huyết thù thì cũng đi siêu thoát. Một thời gian sau, trên luống hoa tịch nhan trong khuôn viên của Huỳnh gia, có hai con uyên ương hồ điệp đang bay lượn. Mợ cả ơi, đợt cúng rằm con chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Nghe tiếng gọi của chị Mận, mà cả Ngọc Anh choàng tỉnh dậy. Thì ra đó là một giấc chiêm bao dài. Quay qua thấy Thừa Trạch đang ngủ say, Ngọc Anh bấy giờ lay tay. Mình ơi, dậy đi mình ơi, tôi có chuyện cần nói. Thừa Trạch bấy giờ tỉnh giấc, vẻ mặt còn đang ngái ngủ. Có chuyện gì mà mình kêu tôi giật ngược vậy chứ? Mình nói thiệt cho tôi biết đi, mình trước giờ có làm chuyện ác nhân thất đức, phóng hỏa giết người giấu tôi không? Thừa Trạch nhìn vợ với một vẻ mặt đầy khó hiểu. Mình nói chi lạ vậy? Đúng là trước giờ tôi có chút hà khắc với mấy đứa ta điền, thế nhưng mà chỉ dừng lại ở đó thôi, chứ có làm chuyện chi ác lung giống như mình nói đâu chứ. Tôi vừa nằm mơ thấy mình làm chuyện ác nhân thất đức, sao đó kết cục bi thảm lắm. Mình à, mình đừng có đối xử hà khắc với tá điền nữa, thường xuyên đi làm việc thiện đặng tích đức phước cho con cháu Huỳnh gia. Mình hứa với tôi, nếu không tôi sẽ bất chấp luân thường đạo lý, viết giấy từ phu rồi về tư giang họ Nguyễn, nhà cha má tôi để ở đó. Thừa Trạch khẽ lắc đầu bất lực trước tính khí của vợ. Anh cười nhẹ sau đó véo lên má của Ngọc Anh. Được rồi, tôi hứa với mình là từ nay tôi đối tốt với tất cả tá điền và gia nhân trong nhà, kể cả mọi người chung quanh, không hà khắc chèn ép họ nữa. Mình thấy ưng dạ chưa? Mà cả Ngọc Anh gật đầu cười, sau đó tựa vào vai của Thừa Trạch. Phải mới là chồng của tôi chứ. Từ sau giấc mơ dạo đó, cậu cả Thừa Trạch và mợ cả Ngọc Anh làm rất nhiều việc thiện giúp đỡ dân nghèo. Riêng vận cậu cả Trạch thì không còn hà khắc bóc lột tá điền nữa, mà hàng năm còn tổ chức phát gạo cho họ. Nhờ vậy mọi người đều kính trọng cậu mợ. Chính nhờ những việc tốt mà cậu mợ đã làm mà con cháu Huỳnh gia sau này được hưởng phúc Trạch vô cùng sâu rậm, ấm no và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.